Đại thừa tu hành Bồ Tát hành môn, chư kinh tập yếu tập quyển hạ 22 rút ra từ kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Sơ Vấn. Nói rõ một hành Bồ Tát tu hành do nhận biết 45 loại ma chướng nên vượt qua 4 ma. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: Này thị nam, thế nào là Bồ Tát tu hành có thể hàng phục hết thảy tà ma, có thể vượt qua 4 ma? Nếu Bồ Tát tu hành dùng trí tuệ nhận thấy tất cả các pháp giống như huyễn hóa thì có thể vượt qua ấm ma. Nếu nghe pháp thâm diệu của Phật rồi nương vào văn tự tìm cầu thì có thể vượt qua uẩn ma. Nếu tỏ ngộ về thường lạc ngã tịnh thì có thể vượt qua tử ma. Nếu không lìa tâm Bồ Đề thì có thể vượt qua thiên ma. Như thế là Bồ Tát tu hành này có thể hàng phục tất cả ma chướng. Sao gọi là Bồ Tát có thể hàng phục phá trừ ma chướng, không bị tà ma nhiễu loạn? Thì nên biết ma chướng gồm có 45 thứ làm chướng ngại chánh hạnh. 1. Nếu Bồ Tát tu hành tâm thích quả vị Thanh Văn, đó là ma chướng. 2. Không nhớ nghĩ về Bồ Đề, đó là ma chướng. 3. Đã bố thí mà còn phân biệt, đó là ma chướng. 4. Cầu sinh trốn cao quý, đó là ma chướng. 5. Mong muốn thân tướng đoan nghiêm, đó là ma chướng. 6. Dốc cầu việc thế gian, đó là ma chướng. 7. Hành thì thiền định chấp vào sự vô thích, đó là ma chướng. 8. Dùng trí khinh chê những phần công đức nhỏ ít, đó là ma chướng. 9. Không thích sinh tử nơi thế gian, đó là ma chướng. 10. Chỗ tu tập công đức mà không hồi hướng nơi vô thượng Bồ Đề, đó là ma chướng. 11. Thấy chán nơi phiền não, đó là ma chướng. 12. Che giấu chỗ phạm tội không thể sám hối, đó là ma chướng. 13. Đối với Bồ Tát tu hành khởi tâm ganh ghét, đó là ma chướng. 14. Phỉ báng Phật Pháp, đó là ma chướng. 15. Lừa dối, làm mê hoặc chúng sinh, đó là ma chướng. 16. Không tu sáu pháp Ba La Mật, đó là ma chướng. 17. Đối với pháp của chư Phật không thích nghe, đó là ma chướng. 18. Keo kiệt trong khi truyền bá giáo pháp của Phật, đó là ma chướng. 19. Vì lợi dưỡng nên giả nói Phật Pháp, đó là ma chướng. 20. Chẳng dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh, đó là ma chướng. 21. Không thu nhận chúng sinh, đó là ma chướng. 22. Đối với người phàm giới tỏ ra ganh ghét, khinh chê, đó là ma chướng. 23. Đối với người trì giới tinh tấn, tông không kính trọng, đó là ma chướng. 24. Tu tập hành Thanh Văn, đó là ma chướng. 25. Thuận tiêu hạnh của hàng độc giác, đó là ma chướng. 26. Ý tu đạo nghiệp không đúng thời, đó là ma chướng. 27. Bỏ đại từ bi và cầu Niết Bàn, đó là ma chướng. 28. Thích tu vô vi, đó là ma chướng. 29. Nghi ngờ chỉ ba pháp hữu vi, đó là ma chướng. 30. Giảng hỗ trợ hành thiện của chúng sinh, đó là ma chướng. 31. Ngã mạn cao ngạo, đó là ma chướng. 32. Nói hai lưỡi gây tranh chấp, đó là ma chướng. 33. Dối trá đối với chúng sinh, nói vòng nói chuyện thị phi, đó là ma chướng. 34. Vua nịnh quanh co, nói dối, chỗ thích không chân thật, đó là ma chướng. 35. Đối với các chúng sinh, tâm không chân thật, ngay thẳng, đó là ma chướng. 36. Tâm biến độ hung ác, đó là ma chướng. 37. Tâm thay đổi tô dữ, đó là ma chướng. 38. Thấy người tạo tội không khi sám hối, đó là ma chướng. 39. Bán pháp bất tín, đó là ma chướng. 40. Tùy theo dục lạc của mình, đó là ma chướng. 41. Thích làm những việc phi lý, đó là ma chướng. 42. Ưa thích phi pháp, đó là ma chướng. 43. Tất cả nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, hiện có rối buộc, tích chứa, không khiến cho tan diệt, đó là ma chướng. 44. Không trừ bỏ tâm cố ế, đó là ma chướng. 45. Cùng duyên với thế tục, đó là ma chướng. 23. Rút ra từ kinh Cảnh Giới Như Lai. Nói rõ một hạnh các tỳ kheo ở nơi trụ xứ của Phật Ca Diếp để được nghe pháp nên gặp giáo pháp của Đức Như Lai Thích Ca hóa độ, và vị Lai nó có chúng sinh ở trong pháp Phật. Nói về đại thừa sẽ sinh vào ba hội của Phật Di Lặc. Bây giờ Đức Phật bảo tôn giả tu Bồ Đề: những tỳ kheo ấy đã nói lời chân thật không hư dối. Tu Bồ Đề nên biết, khi Đức Như Lai Ca Diếp xuất hiện ở đời, các tỳ kheo ấy đều theo Phật nghe Pháp. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi do theo Phật, rồi Pháp thâm diệu được nghe ấy, không có quên mất, thiện căn trí tuệ được thành tựu viên mãn. Để Vị Lai trong giáo Pháp của ta, nếu có người lãnh hội Pháp sâu xa, nghe rồi thì nhớ nghĩ. Chúng sinh như vậy, đã ở trong số đông nơi ba hội của Phật Di Lặc, tương tự đều nhập vào. Huống nữa là Bồ Tát tu tập Đại Thừa, nếu có thể tu tập hạnh Đại Thừa rồi, thì những người ấy thông đạt Pháp nhẫn sâu xa. 24. Rút ra từ kinh A Xà Thế Phẩm, nói rõ một hạnh. Hiểu rõ về Tạng Bồ Tát, Tạng Thanh Văn và Tạng Duyên Giác là hiểu rõ về nhân của Thượng Tọa. Bây giờ Bồ Tát Bảo Nhật nói: này thì Nam, hành nghiệp của Đức Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn. Đối với Pháp Đại Thừa không thể xem thường, phải điều phục, học hỏi đều ngộ nhập. Nếu Bồ Tát tu hành cho đến trong khi ngủ nghỉ, cô không thích hành nghiệp của hàng Thanh Văn Duyên Giác, nếu là thật tướng của Như Lai, thì hiện nơi chúng sinh thì không nên kêu kiệt, có thể nghĩ như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tu học Đại Thừa, nhưng thân vô đẳng này lại không tổn giảm. Do chẳng tiếc giáo Pháp, nên phải giác ngộ về nghĩa lý sâu xa nơi Đại Thừa của Như Lai. Này thì Nam, bây giờ trồng cây, để bám sâu xuống đất thì cành lá hoa quả ắt sẽ xum xuê. Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, để có thể kiên trì nơi Tạng Bồ Tát, để cũng hiểu rõ hết thảy các thừa. Đó gọi là vô lượng thiện căn, pháp khí của Tạng Bồ Tát. Này thì Nam, sao gọi là Bồ Tát Tạng? Do nơi gì mà gọi là Bồ Tát Tạng? Bây giờ trong biển cả có lượng giọt nước, vô số tạp báu, các chúng rồng già xoa kỳ thất bà Atula kim sĩ điệu chúa, khởi Na La hầu la già, cái ma kiệt, vô lượng độ các loài đều ở trong đó. Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, vô lượng pháp bảo ấn chứng, như bố thí trì giới thiền định trí tuệ, giải thoát tri kiến đều trụ trong đó. Cho nên gọi là Pháp Tạng Bồ Tát. Bây giờ nơi biển cả, cho sinh ra nhiều loài chúng sinh, những loài chúng sinh ấy không thể uống nước nơi những sông khác. Nếu Bồ Tát tu hành, tu tập Tạng Bồ Tát rồi, cũng không nên dùng pháp vị nơi thừa khác. Do vậy nên gọi là Pháp Tạng của Bồ Tát. Thì nên biết, gồm có ba tạng là Tạng Thanh Văn, Tạng Duyên Giác và Tạng Bồ Tát Đại Thừa. Sao gọi là Tạng Thanh Văn? Là nương theo chỗ thuyết giảng của người khác, nương theo chỗ nghe nơi người khác mà đạt được đạo hạnh. Sao gọi là Tạng Bích Chi Phật? Là nương theo sự giác ngộ của chính mình, được hội nhập môn, diệt định, thường lạc ngã tịnh. Sao gọi là Pháp Tạng Bồ Tát? Là tọa ngộ thông đạt về vô lượng Pháp của chư Phật, phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng. Này thì Nam nên biết, người theo thừa Thanh Văn, Duyên Giác không thể đạt được danh vị của ba tạng, chỉ có thể được gọi là Ba Thừa Giáo. Nếu ai nghe vị Pháp Sư giảng nói về Ba Thừa Giáo, đều tùy theo chỗ nghe mà được Niết Bàn. Do đây Ba Thừa đều thừa nhận vâng theo, được Ba Thừa này nên gọi là Ba Tạng, nhưng chẳng phải là làm rõ nghĩa lý sâu xa của Đại Thừa. Nếu Bồ Tát tu hành khi giảng nói Pháp, dùng Pháp nên Ba Thừa giáo hóa chúng sinh, khiến vào Niết Bàn, cho nên Bồ Tát gọi là Tam Tạng. Này thì Nam, có ba loại học: một, học của hàng Thanh Văn; hai, học của hàng Bích Chi Phật; ba, học của hạnh Bồ Tát. Sao gọi là học của hàng Thanh Văn? Là phân biệt khiến tọa ngộ tự tâm. Sao gọi là học của hàng Bích Chi Phật? Là hành theo trung phẩm, không có tâm bi. Sao gọi là học của hạnh Bồ Tát? Là tùy thuận đại bi, tự tọa ngộ về trí, nên tinh tấn hành thiện. Hàng Thanh Văn Duyên Giác không theo hành môn của Bồ Tát, cũng không nhận biết về nghĩa. Còn Bồ Tát thì biết rõ về hành môn, nghĩa lý của hai thừa, nhưng không nhiễm chấp. Bồ Tát tu tập thâm tâm thích an trụ, có thể thể hiện ra con đường hướng đến giải thoát của Thanh Văn Bích Chi Phật mà không nhập vào qua vị đó. Này thì Nam, để Bồ Tát tu hành học hỏi như vậy, đó gọi là Tạng Bồ Tát Thừa. Bây giờ đồng tử Văn Thù Sư Lợi đáp y cầm bát nói với trưởng lão Ca Diếp: nhân giả đang đi trước, chúng tôi theo sau. Vì sao? Vì như trưởng lão tu Bồ Đề được Đức Như Lai ngày trước độ xuất gia đã lâu, các vị tuổi đời hạ lạp đều tôn quý. Trưởng lão từ ngày trước ấy phát nguyện: để tôi được độ đệ xuất gia, là lương và thế gian và các bậc A-la-hán. Này trưởng lão Ca Diếp, nhân giả nên đi trước, chúng tôi theo sau. Lúc đó trường lão Tu Bồ Đề thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: ở trong pháp của Phật không nên cho tuổi già là trên trước, sống lâu là trên trước. Vì sao? Bồ Tát Văn Thù nên biết, ở trong pháp của Phật trí tuệ là trên hết, trí tuệ trên hết nên sở học cũng là trên, oai đức cũng là trên, những giáo pháp thâm diệu cũng là trên. Này Văn Thù, này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trí tuệ của Bồ Tát là trên, giáo pháp là trên, oai đức vô ngại, quán khắp căn tánh thiện ác của tất cả chúng sinh, tri kiến luôn sáng tỏ. Vì thế nên biết Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tối tôn, tối thượng. Nhân dạng đã đi trước, chúng tôi theo sau. 25. Rút ra từ kinh Ly Cấu Bồ Tát Sở Vấn, nói rõ một hạnh. Cái Bồ Tát từ trong hư không đi xuống. Thuở xưa người nữ do phát nguyện Bồ Đề nên hiện chuyển luân, chuyển thân thành nam tử. Bây giờ Đức Phật bảo phu nhân tịch quan. Phu nhân nên biết, nếu có người nữ dùng một hạnh mới có thể lìa bỏ thân người nữ, thọ thân trượng phu. Một hạnh là gì? Đó là ý nguyện kiên cố phát tâm Bồ Đề vô thượng. Vì sao? Phu nhân nên biết, tâm Bồ Đề là đại trượng phu, là đại nam tử, chẳng phải là tâm bình thường, để có thể xa lìa hạnh A-la-hán, hàng phục bệ nghệ tất cả các thứ quân ma ngoại đạo. Ở trong ba cõi là bậc vô thượng, đoạn được hết các phiền não tập khí. Nếu có người nữ chánh niệm uy Phật, khởi tâm Bồ Đề thì không còn trở lại thọ thân người nữ. Tâm thanh tịnh đến thân người nữ này trở lại chuyển thành thân nam. Càng là như vậy là hồi hướng cho tất cả người nữ. Và hồi hướng ban cho công đức ấy, nó cũng đều hồi hướng đến đạo quả Bồ Đề vô thượng. Phu nhân nên biết, do một hành nguyện ấy đã mau chóng liền thân nữ chuyển thành thân nam. Lúc đó từ trong hư không thuộc pháp hội này có các Bồ Tát của đến chỗ Đức Phật, đều là sát chân rồi lui ra ngồi một bên. Thuở xưa các vị Bồ Tát này đều là người nữ, hiện đã chuyển thành thân nam. Lúc này các vị Bồ Tát ấy ở trong chúng hội, thấy các người chồng từ thuở trước đây đều là người xuất gia, nên cũng an ủi: các ông là thiện tri thức của chúng tôi, nên mau phát tâm Bồ Đề vô thượng. Chư Phật ra đời khó có thể gặp, tu tập nhân công đức tạo duyên hội họp này là rất khó. Nếu đối với chúng sinh khởi đại từ bi, phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng thì có thể thành tựu viên mãn, cũng như hết thảy chư Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi các vị Bồ Tát nói lời ấy rồi, cái tỳ kheo kia thưa các Bồ Tát: hay thay là đại trượng phu, các vị đối với chúng tôi là thiện tri thức của độ tất cả chúng sinh, nếu còn khuyên chúng tôi phát tâm vô thượng, chúng tôi do lời khuyên của các vị để khéo suy nghĩ quy hết thảy chư Phật. Chúng tôi nguyện vào đời vị lai thành tựu quả vị Tạng Chánh Giác, đều như Đức Thích Ca Mâu Ni. Chư vị Đại Bồ Tát và các Bồ Tát tu hành bạch Đức Phật: bạch Thế Tôn, xin Phật từ bi độ chúng con được xuất gia. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Bồ Tát Di Lặc, hãy độ cho những thiện nam này được xuất gia. Bồ Tát Di Lặc nói: như Phật đã dạy, con xin độ hết. 26. Rút ra từ kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Giả Nghĩa. Bồ Tát tu hành tu tập hai loại hạnh, đạt được 10 thứ căn hành lành lợi ích. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát tu hành do hai loại hạnh tương ưng nên không thoái chuyển nơi nguyện lành, tùy theo nguyện và sẽ đến cõi của chư Phật, không còn chướng ngại. Những gì là hai hạnh? Nếu Bồ Tát tu hành không thích hành nghiệp của hàng Thanh Văn, cũng không học tập qua lại, không nói xen lẫn giáo pháp của bậc Thanh Văn, cũng không khuyến hóa chúng sinh khiến vào trong pháp của Thanh Văn và Duyên Giác, chuyên vị Bồ Đề vô thượng để khuyến hóa chúng sinh tu học thành tựu thanh thức của Như Lai. Nếu Bồ Tát tu hành khuyến hóa chúng sinh khiến vào nơi Phật thừa thì đạt được 10 loại lợi ích. Chẳng gì là 10: một, sơ lìa hàng Thanh Văn Duyên Giác cho đến thành Phật, du hóa nơi các cõi. 2. Gặp pháp của Bồ Tát thanh tịnh thì tập hợp lại. 3. Thành Phật rồi, được chư Phật thâu giữ hộ trì. 4. Tiếng tâm vang khắp 10 phương, trong pháp hội của chư Phật đều tán dương. 5. Phát khởi tâm tối thắng, vi diệu không gì sánh kịp. 6. Chỉ tọa thân của Phạm Thiên Đế Thích. 7. Nó sinh trong loài người, được ngôi vị chuyển Long Vương. 8. Thường được gặp chư Phật Như Lai. 9. Được hàng trời người cung kính. 10. Tự tập vô lượng công đức thiện căn. Này Xá Lợi Phất, để chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều được khuyên hội nhập vào quả vị A-la-hán và Bích Chi Phật. Nếu lại có người cho khuyên một thiện nam thiện nữ khiến ăn trụ vào quả vị Phật, thì công đức của người này nhiều hơn người trước kia. Vì sao? Xá Lợi Phất nên biết chủ tính của Phật không phải do Thanh Văn Duyên Giác phát khởi mà có thể bị đoạn tuyệt, Nếu Đức Như Lai không xuất hiện ở đời, thì thẻ Thanh Văn Duyên Giác không có. Nếu chủng tính của Phật không dứt, thì Đức Phật xuất hiện ở đời, thẻ Thanh Văn Duyên Giác mới xuất hiện. Bồ Tát tu hành ở trong quả vị của Phật, an lập cho người khác, đã được 10 loại thiện lợi này. Vì thế hai loại công đức tương ưng, nên chẳng lìa hành nguyện. Tùy theo nguyện, bạn sẽ nói các cõi. 27. Rút ra từ Kinh Quang Minh Biến Chiếu Phẩm, so sánh về phước lực của Bồ Tát và Thanh Văn. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Tỳ Lô Giá Đa nguyện quang minh. Bây giờ hai bên bờ sông Hằng có bao lượng trăm ngàn hạt quỷ bị đói khát bức bách, lọ hình lộ thể, dùng lửa cháy làm áo, thịt nơi thân luôn bị tiêu đốt, hình tướng khô gầy, là có các thứ diều hâu, quả, bồ cát bay vòng quanh, tranh nhau ăn thịt. Còn những thứ dữ, chó sói, giành giật bắt lấy, do tội của ngạ quỷ đến chúng, chẳng thấy sông Hằng. Bây giờ có chỗ thấy thì nước kia khô cạn, hoặc thấy là tro, vì sao? Vì do các tội chướng nên chịu các khổ não, nói không thể hết. Hai đệ tử là Thanh Văn, tuy cùng ở trong rừng Thẻ Đa, nhưng chẳng thấy thần lực quảng đại của Như Lai, chẳng nghe Đức Phật dạy nói về Bồ Tát Tập Hội, so sánh về pháp nghĩa. Vì sao? Vì mắt kia đã bị mạng dâm anh che lấp, chẳng từng gieo trồng cái căn lành của các vị nhất thiết trí. Này thì nam, vì như có người ở trong đại hội đang ngủ say, bỗng chốc mộng thấy nơi đỉnh núi Tu Di, chỗ ở của Đế Thích dưới thành lớn tiện kiến, cái cung điện vườn rừng tất cả đều trang nghiêm đẹp đẽ, trăm ngàn vạn ức thiên tử thiên nữ tung rải nhiều hoa trời phía khắp trên mặt đất đó. Vô số các cây y phục tạo ra y phục phi diệu, vô số các cây hoa nở ra hoa phi diệu, vô số các cây âm nhạc tấu lên nhạc trời, các thị nữ cõi trời ca hát rất hay. Vô số chư thiên đều ở trong cái chốn đó vui chơi. Người kia tự thấy mình mặc y phục trời, trụ dần nó khắp tất cả mọi xứ, khế tất cả mọi người. Trong chúng hội, tuy cũng ở một chỗ mà chẳng biết chẳng thấy. Vì sao? Vì ở đây là người nằm mộng thấy, chẳng phải là chỗ có thể nhận thấy của đại chúng kia. Hết thảy Bồ Tát cho các vị vua ở thế gian cũng là như vậy. Do từ lâu tích tập diệu luật để căn lành, để phát nguyện rộng lớn về nhất thiết trí, tu học công đức của tất cả chư Phật. Bồ Tát tu hành trang nghiêm đạo pháp, là viên mãn pháp của trí nhất thiết trí, hành trì đầy đủ các hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, ở đến quả vị trí tuệ của tất cả Bồ Tát, hiển bày diệu dụng để các tam muội của Bồ Tát đã có thể quan sát về cảnh giới trí tuệ của hết thảy Bồ Tát không bị chướng ngại, cho nên đều thấy thánh đức thần biến tự tại cho thể nghĩ bàn của Như Lai. Tất cả hàng Thanh Văn đến các đại đệ tử không thể thấy biết, vì không có mắt thanh tịnh của các Bồ Tát. Vì như tỳ kheo tâm được tự tại, nhập định về tận, 6 căn thần nghiệp đều dừng lại, tất cả lời nói đều chẳng rõ, chẳng biết. Nhờ định lực giữ gìn nên chẳng bác Niết Bàn. Giờ ở trong định đã không hiểu các pháp thế gian, tất cả hàng Thanh Văn cũng là như vậy. Nhưng vị đại tỳ kheo ấy cùng ở trong rừng Thẻ Đa, 6 căn đầy đủ, là chẳng thấy thánh đức thần biến của Như Lai, chẳng thấy Bồ Tát tụ hội so sánh về pháp nghĩa. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai và Đại Bồ Tát có dự luật tự tại sâu xa, nên hiếm thấy, khó gặp. Có đức thiện căn của đời ở đời quá khứ thanh tịnh không xen tạp. Nếu là Thanh Văn Chuyên Giác thì không giữ được phần này. Vì thế cái tỳ kheo tuy ở tại rừng Thẻ Đa giữa chân Như Lai mà chẳng thấy thánh đức thần biến của Như Lai, cũng chẳng thấy Bồ Tát tụ hội so sánh về pháp nghĩa, do không tương ứng với trụ nơi quả vị Bồ Đề vô thượng. 28. Rút ra từ Kinh Xuất Sinh Bồ Đề, nói về 3 loại Phật địa, giải thích về chỗ cao thấp của Ba Thừa. Bây giờ Bà La Môn Ca Diếp ngao đát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người đã phát tâm Bồ Đề rồi, còn có thoái thất không? Đức Phật bảo Bà La Môn: Nếu đã phát tâm Bồ Đề rồi thì không thoái thất. Vì sao? Bà La Môn nên biết có 3 loại Bồ Đề: một Bồ Đề của Thanh Văn, 2 Bồ Đề của Duyên Giác, 3 Bồ Đề do thượng của chư Phật. Sao gọi là Bồ Đề của Thanh Văn? Nếu có thị nam thị nữ ở trong hàng của Thanh Văn, tuy phát tâm Bồ Đề cũng chẳng khuyến hóa, an lập cho chúng sinh khiến họ phát tâm Bồ Đề, cũng không hiển thị nghĩa lý sâu xa của Đại Thừa, không kính người thực hành pháp Đại Thừa, không cùng tu học, cũng không cúng dường. Nếu thấy người đến chẳng đón, chẳng vui, do hạnh này nên chỉ một mình giải thoát, đó gọi là Bồ Đề của Thanh Văn. Lại nữa mày Bà La Môn, sao gọi là Bồ Đề của Duyên Giác? Nếu có thiện nam, thiện nữ ở trong hàng của Duyên Giác, để tự mình đã phát tâm Bồ Đề, chứ không khuyên chúng sinh, khiến họ phát tâm Bồ Đề, không tu học giáo pháp Đại Thừa sâu xa, cũng không chỉ dạy, trao truyền cho người khác, không kính trọng người hành Đại Thừa, không cùng học tập, cũng không cúng dường. Nếu thấy người đến thì chẳng đón, chẳng vui, do hành này nên chỉ một mình giải thoát. Đó gọi là Bồ Đề của Duyên Giác. Lời nữa này Ba La Môn sao gọi là Bồ Đề vô thượng? Nếu có thiện nam thiện nữ tụi mình phát tâm Bồ Đề rồi, lại khuyên các chúng sinh cùng phát tâm Bồ Đề, điều phục an lập tu học pháp nghĩa của Đại Thừa. Vì người khác dễ nói rộng, nếu thấy người hành Đại Thừa thì hoan hỷ nghênh đón. Bà La Môn nên biết những người ấy giải thoát cho các chúng, cho các người khác, rồi an lập nơi hàng trời người, làm lợi ích thế gian. Đó là Bồ Đề của Đại Thừa vô thượng. Vì sao gọi là Bồ Đề vô thượng? Vì ở trong ba cõi tất cả đã làm xong là về chỗ cầu đạt là bộ vô thượng, cho nên gọi là Bồ Đề vô thượng. Khi ấy Bà La Môn Ca Diếp ngao đắc bạch Phật và Thế Tôn: Giải thoát của giải thoát có hai nghĩa chăng? Phật nói: Giải thoát của giải thoát nghĩa không có khác, là nói đạo cùng với đạo, nghĩa không cũng không hai. Vì người ở trong ba thừa nó có phân biệt. Bà La Môn nên biết, phải như đi đường có ba loại xe. Thứ nhất là xe voi, thứ hai là xe ngựa, thứ ba là xe lừa. Ba loại xe này tương tự cùng đi vào cửa thành. Này Bà La Môn, ý ông thế nào? Ba cửa xe ấy có cao thấp không? Bà La Môn thưa: Có cao thấp, thưa Thế Tôn. Phật nói: Như ba thừa, thừa Thanh Văn, thừa Duyên Giác và Phật thừa, vô thượng có cao thấp cũng là như thế. Do vậy đạo cùng với giải thoát không có cao thấp. Này Bà La Môn, với nhớ ba người cũng vượt qua sông Hằng đến bờ bên kia. Một người qua được bờ, qua được nhờ bè cỏ nổi, một người qua được nhờ phao nổi, còn người thứ ba thì tạo thuyền lớn, mỗi 100.000 chúng sinh vượt qua được đến bờ bên kia. Sau đó giao cho người con trưởng tôn, trưởng trông coi thuyền ấy, dặn bảo: Người đến đều phải chuyên chở đưa họ qua sông đến bờ bên kia. Người thứ ba đó tự mình đến bờ bên kia là có thể cứu giúp chúng sinh trong một nước. Này Bà La Môn, ý ông thế nào? Chỗ đưa qua sông của ba người cùng lợi ích chăng? Bà La Môn thưa: Dạ không, thưa Thế Tôn. Phật bảo: Này Bà La Môn, ý ông thế nào? Lợi ích của ba thừa có cao thấp không? Bà La Môn thưa: Có cao thấp, thưa Thế Tôn. Phật bảo: Bà La Môn nên biết, thừa Thanh Văn, thừa Duyên Giác, dạy thừa vô thượng Phật, chỗ lợi ích có cao thấp chẳng giống nhau. 29. Rút ra từ kênh bảo tổ. Bởi phát tâm Bồ Đề, so sánh với Thanh Văn La Hán của Bồ Tát tu hành về số lượng cao thấp bất đồng. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Là chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới này đều chứng đắc quả A-la-hán, là có chúng sinh ở tam thiên đại thiên thế giới đều được thành Phật. Đối với chư Phật này đều đạt một vị La-hán, mà mỗi vị ấy đều cứu giờ các đức Như Lai kia, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến trải qua hàng hà sa kiếp. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Huống nữa là cúng dường vô lượng vô biên các đức Như Lai thì phước đó là rất nhiều, nói không thể hết. Phật nói: Nếu có vô lượng vị A-la-hán như vậy, cúng dường vô lượng chư Phật như thế, là có người mà phát tâm Bồ Đề, thì công đức của người ấy nhiều hơn công đức nơi số A-la-hán kia. Huống nữa là do Bồ Đề không bị đoạn mất, nên cúng dường chư Phật và các đệ tử, sư tăng, hòa thượng, tiền trí thức, cả đến bố thí một đống cơm cho loài súc sinh. So công đức đó với công đức cúng dường của các vị A-la-hán thì trăm phần ngàn phần không bằng cúng dường một người mới tu tập tâm Bồ Đề. Phẩm 30. Rút ra từ kênh Na-la-diên phẩm. Bồ Tát tu hành trụ nơi 4 thứ trụ địa, tu tập 4 thứ hành. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Na-la-diên: Bồ Tát Na-la-diên nên biết, với những ngọc báu phệ lưu ly, nếu đặt nó trong độ đựng các cái vật xen tạp, thì ánh sáng vốn có của ngọc báu lưu ly chẳng mất. Na-la-diên nên biết, Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, chỗ trụ trong tam muội, dù là y phục thế gian cũng gọi là xuất gia, không lìa đạo hạnh của pháp giới. Khi Đức Phật nói lời này rồi, Bồ Tát Na-la-diên thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát trụ nơi địa nào mà không bị tổn giảm, tu tập công đức của các tam muội đạt được hành trang của trí tuệ vô tận. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo Bồ Tát Na-la-diên: Bồ Tát có 4 loại trụ địa, nhỏ nhất là 4. Một, đối với thân mạng không hề tiếc lận. Hai, không thích danh tiếng lợi dưỡng. Ba, không thích mọi hoang lạc cho mình. Bốn, không nguyện tọa sinh mọi dục lạc của chư thiên. Đó là bốn loại trụ địa. 31. Rút ra từ kinh tập nhất thiết công đức. Bồ Tát vì các chúng sinh nên không lìa ba cõi. Bấy giờ là các Bồ Tát bạch Phật và Thế Tôn. Bây giờ nhiều người đều phạm tội hình. Đến giờ hành quyết là có một người đến giải thoát cho họ khỏi bị chết. Sau, người này trở lại đến chỗ đao phụ bảo: ông hãy cầm dao giết tôi đi, giết tôi đi. Và Thế Tôn, đó là ba cõi không khác với bốn, do nơi trốn của pháp nhân. Hàng phàm phu ngu độn cũng như người phạm tội chết, Bồ Tát giải thoát cho thế gian, rồi trở lại tam muội đầy đủ cho các chúng sinh. Những người phạm tội hình được thoát khỏi, trở lại đi đến chỗ tử hình. Bồ Tát cũng là như vậy, chẳng hề lìa ba cõi. Vì thế chư Phật Như Lai đại từ đại bi, tự ứng với tâm Bồ Đề, nên Bồ Tát tu hành vượt qua tất cả hàng thanh văn duyên giác. Vì sao? Vì hàng thanh văn duyên giác không có tâm đại bi ấy, cũng không có phương tiện thiền xảo. 32. Rút ra từ kinh Mật Nghiêm, hiện bày việc so sánh hành môn của Thanh Văn và Bồ Tát. Nếu có Bồ Tát đối với các pháp khéo dùng phương tiện thiện xảo để hiểu sâu xa pháp nghĩa thì sẽ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu thành tựu đẳng chánh giác rồi thì hiện vô chánh pháp. Nếu thấy năm ấm lìa nơi tự thân, quán tự tánh của các pháp là không có nhân ngã, cũng không có chủ động. Đây là giải thoát của hàng thanh văn. Nếu Bồ Tát tu hành nơi tất cả pháp hạnh, quán nơi hai biên, xin liền mọi biên vực, thì những vị ấy môi chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Nếu thấy rõ về biên vực nơi dục lạc rồi, thì đối với các chúng sinh không có tâm từ bi, để bỏ duyên thế gian, người như vậy thành vật rất là khó. Vui thay trí tuệ của Như Lai khiến các chúng sinh đạt được an lạc. Bây giờ hoa sen tự mọc lên ở nơi bùn dơ, do đất thanh tịnh, tuy sinh ở bộ chỗ bùn dơ mà sinh ra là để cúng dường chư Phật Thánh Hiền. Bồ Tát cũng là như vậy, sinh ở chỗ bùn nhơ là ba cõi. Nếu thành Phật rồi thì được chư thiên tán thán. Nếu Bồ Tát tu hành sinh trở lại ở thế gian thì sẽ được ngôi vị cho Long Vương thống lãnh bốn cõi thiên hạ. Nó sinh lên trời thì tự làm thiên chủ vua Càn Thác Bà, chứ không đọa mất mà tương ứng với pháp đại thừa. Nó dù sinh ra thường nhận được ngôi vị tối thắng hơn hết. Thế nên Bồ Tát tu hành phải tu giữ pháp đại thừa, sẽ được ngôi vị thù thắng, rốt ráo thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. 33. Rút ra từ kinh Phạm Sát, Bồ Tát tu hành phát đại hạnh nguyện nhẫn nhục. Khi ấy Đức Phật nói, Bồ Tát mới tu hành phải nên luôn phát hạnh nguyện tương ứng với phát Bồ Đề vô thượng, làm khô cạn mọi thứ khổ não của chúng sinh. Vì phát đại thệ nguyện với tâm nhẫn nhục nên tạo thành tựu đầy đủ cho các chúng sinh. Nguyện cho đất nơi thâm thiên đại thiên thế giới để bằng kim cang, thân ta phân tán ở trên đất đó. Với như cỏ lau cây mía hoặc như mầm lúa, nhiều thân như vậy đều chịu pháp khổ vui của thế gian, luôn đương nơi tất cả chúng sinh, biến làm sức mạnh của Na-la-diên, dùng sức mạnh đó nên nguyện đối với thân ta sinh nhiều sân giận oán ghét, đều cầm chày kim cang đêm ngày ba thời nghiền nát thân ta, giống như thuốc a thiện na nhãn nghiền nát rồi lại sinh. Tùy theo như trước không bỏ. Đối với những chúng sinh này, tâm ta không hiềm oán, ta nguyện chịu tay khổ ách này cho tất cả chúng sinh, không có gián đoạn, khiến xa lìa hết các khổ phiền não, không thoái chuyển nơi đạo quả vô thượng Bồ Đề, không và đạo quả của Thanh Văn Duyên Giác. Ta nguyện thành tựu quả vị đẳng chánh giác để độ thoát tất cả chúng sinh. 34. Rút ra từ kinh Nhất thiết chư Phật Sở Niệm, Bồ Tát tu hành nhẫn nhục, thận trọng đây ba nghiệp thân khẩu ý chẳng phạm trở lại. Bây giờ Bồ Tát thiền đẳng quán bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thế nào là Bồ Tát tu hành tình tẹo nơi hạnh môn nhẫn nhục hổ thẹn? Phật nói, nếu Bồ Tát tu hành do thân hành ác thì tự mình thận trọng hổ thẹn, do khẩu hành ác thì tự mình thận trọng hổ thẹn, do ý hành ác thì tự mình thận trọng hổ thẹn. Còn với hàng thanh văn duyên giác đàm luận hành ác thì tự mình thận trọng hổ thẹn. Này thì nếp, nó là nơi chốn hổ thẹn của Bồ Tát tu hành. Nó có thể thận trọng hiểu biết rõ để đạt đến quả vị Bồ Đề vô thượng. 35. Rút ra từ kênh phát tập. Bồ Tát tu hành, tu trì 10 loại giới hạnh là có 10 loại giới hạnh khác. Bây giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Vô Sở Phát: Này Tỳ Nam, ý ông thế nào? Sao gọi là Bồ Tát tu hành nói lời chân thật? Bồ Tát nó đã phát tâm Bồ Đề rồi thì thà bỏ thân mạng chứ không bỏ Bồ Đề. Đối với các chúng sinh chẳng hành phi pháp, đó là không vọng ngữ. Để Bồ Tát tu hành phát tâm Bồ Đề vô thượng rồi, sau lại trái với chí nguyện trước, nói lời sai trái, khinh dối, tức là Bồ Tát tu hành thoái thất Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát tu hành sao gọi là niệm hành trì giới? Một, thích nghe pháp Phật, thành tựu viên mãn được 4 tâm vô lượng, đó là niệm hành trì giới. 2. Chí cầu pháp Phật, thành tựu viên mãn được tâm khiêm tốn, đó là trì giới. 3. Cúng dường thiện tri thức, thành tựu viên mãn được các thứ kỹ nghệ không khuyết, đó là giới. 4. Tu tập các hạnh Ba La Mật, thành tựu viên mãn được trí Phật, đó là giới. 5. Nghe kinh điển về người khác mà giả nói, thành tựu viên mãn, nó có thể rộng nói kinh điển Đại Thừa, đó là giới. 6. Thường nhớ nghĩ về pháp Phật, thành tựu viên mãn oai lực tổng trì sáng suốt, đó là giới. 7. Chú tu Bồ Đề, thành tựu viên mãn việc diệt trừ các tội chướng, đó là giới. 8. Không ganh ghét chúng sinh, vì thế nên không mất Bồ Đề, đó là giới. 9. Không thoái chuyện Bồ Đề là không mất giới, tâm bảo hiện tiền. 10. Niệm giới như quán xét tất cả không khuyết. Này Tỳ Nam, Bồ Tát tu hành thì phải nên dùng tâm niệm về giới thì như vậy. Là nữa, Bồ Tát tu hành có 10 loại tâm giới Bồ Đề. 1. Vì cầu lợi ích cho tất cả chúng sinh, không phải vì lợi ích của riêng mình. 2. Đạo nghiệp đã tu tập hồi hướng cho chúng sinh, nguyện mau chóng thành Phật, không phải chuyên vì riêng mình. 3. Dụng hạnh kiên cố lợi tha, làm sự nghiệp cũng không phải vì mình. 4. Giới hạnh thanh tịnh, Bồ Đề tăng trưởng, trải qua nhiều kiếp nhã nhục không có mệt mỏi. 5. Bố thí là giới, dẫn đến có thể xả bỏ đầu, mắt, tủy, não để làm lợi ích cho chúng sinh. 6. Trì giới là giới, Bồ Tát cũng không lìa bỏ các chúng sinh, không giữ giới. 7. Nhã nhục là giới, Bồ Tát không sợ tất cả quân ma. 8. Tinh tấn là giới, và chúng sinh nên tích tập Phật đạo, không hề mệt mỏi. 9. Thiền định là giới, Bồ Tát dù bị các âm thanh lạp náo loạn, tâm định cũng không lay động. 10. Trí tuệ là giới, Bồ Tát thấy các pháp thế gian, tưởng đồng với tướng không của Bồ Đề là giới. Bồ Tát không nhiễm thế gian, từ bi là giới, không vào Niết Bàn, đó là pháp tập. 36. Rút ra từ kênh Aisaya Mạc Xả Vấn. Bồ Tát tu hành giới hạnh vô tận, người thực hành giới năng lực có tận. Bây giờ Bồ Tát Aisaya Mạc nói với Xá Lợi Phất: Bồ Tát tu hành trì giới vô tận. Xá Lợi Phất nên biết tương tục không đoạn kiến. Vì sao phàm phu trì giới được sinh lên cõi thiện, giới lực diệt hết. Nhân gian trì giới 10 thiện, thọ rồi thì giới lực diệt hết. Nếu giới nơi xấu, cõi trời thuộc dục giới, với công đức quả báo hết thì giới lực diệt hết. Nếu giới nơi các cõi trời tứ thiền sắc giới diệt thì giới lực diệt hết. Nếu giới nơi giới của 4 tam ma bát đế ở cõi vô sắc diệt thì giới lực diệt hết. Nếu giới của tiên nhân đạt ngũ thông mất thì giới lực của ngũ thông cũng diệt hết. Nếu giới của tất cả hàng thanh văn nhập vào Niết Bàn thì giới lực của cũng diệt hết. Nếu giới của Bích Chi Phật không có đại bi thì giới lực bị diệt hết. Xá Lợi Phất nên biết giới hạnh của Đại Bồ Tát là vô tận. Vì sao? Vì tất cả giới tịnh đều nhân nơi giới của Bồ Tát thâu giữ để hiện tiền. Vì như hạt giống dần dần tạo được nhiều lợi ích vô tận. Xá Lợi Phất nên biết tâm Bồ Đề cũng như hạt giống, giới hạnh của chư Phật Như Lai là vô tận, và đại trường phu ấy gọi là giới hạnh vô tận. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát tu hành ấy trì giới nên giới hạnh là vô tận. 37. Rút ra từ kênh tập hội phẩm. Bồ Tát tu hành ở trong Ba Thừa, thao đời khắp các phương tiện thiện xảo. Sao gọi là Bồ Tát tu hành ở trong tất cả các thừa đều dùng phương tiện thiện xảo, gồm có 3 pháp Ba Thừa để đạt được giải thoát, như là 3 Vô Thừa Thanh Văn, 2 Thừa Duyên Giác, 3 là Đại Thừa. Là có 2 thừa là Thiên Thừa và Nhân Thừa. Nói ba thừa kia sao gọi là Bồ Tát tu hành ở trong thừa Thanh Văn mà có phương tiện thiện xảo. Nếu Đức Phật không xuất hiện ở đời thì thừa Thanh Văn không thành tựu. Vì sao vì nương theo người khác để nghe pháp nên hiện ra Thanh Văn? Sao gọi là nghe pháp? Trì giới nhẫn nhục, tích tập viên mãn. Nếu tích tập giới viên mãn thì có thể tích tập thiền định viên mãn. Nếu tích tập định viên mãn thì có thể tích tập trí tuệ viên mãn. Nếu tích tập tuệ viên mãn thì có thể tích tập giải thoát được viên mãn. Nếu tích tập giải thoát viên mãn thì có thể tích tập giải thoát tri kiến được viên mãn. Thì các phương tiện như vậy, đó là phương tiện thiện xảo của Thanh Văn. Thanh Văn lại có phương tiện thiện xảo để phước đức bất động. Các pháp không tuần hợp ở trong ba cõi xin chán lìa tất cả các hành vô thường, chán lìa phiền não, tất cả các pháp vô ngã, nó chuyên cầu niết bàn tịch diệt cho đến trong từng sát na, chẳng cầu sinh tử nơi thế gian, luôn sợ vô thường, năm ấm các hành không có tướng, nên dụ năm căn như tướng mãn xà, 12 nhân duyên như sấm làng trống vắng, tâm không ưa thích tất cả sinh tử. Hiển bày pháp ấy rồi, Bồ Tát tu hành tức nhận biết phương tiện thiện xảo trong thừa Thanh Văn. Sao gọi là Bồ Tát tu hành ở trong thừa Duyên Giác mà có phương tiện thiện xảo? Do nhân duyên gì Duyên Giác được xuất hiện ở đời? Bồ Tát tu hành nên biết duyên khởi ấy là gì. Gia hạnh tích tu tinh tấn thiền định, không trụ nơi chỗ tích tập hành trang công đức, không trụ ở chỗ tích tập hành trang trì giới, nghe pháp một phần ít để tu tập, cũng không thân cận cúng dường chư Phật. Trí bậc trung ấy thường là xuất gia, thân thấp kém nên tu tập ít, dùng công lực, không thích lường xét về pháp tập, thích ăn trụ một mình, nơi chốn vắng lặng, giúp cầu khó nhập, vào ngôi vị đại quán đảnh, thích đi khất thực, luôn nghĩ về pháp thường, lạc ngã tịnh, ra khỏi ba cõi tìm cầu niết bàn, nên tự trí mình ngộ nhập vào định, thích tam muội, chẳng phải nhờ người khai mà tự ngộ, dùng trí để tỏ ngộ rõ về chỗ giấy khởi nên biên vực nhân duyên của tất cả các hành. Khi rõ pháp này rồi, Bồ Tát tu hành tức nhận biết phương tiện thiện xảo trong thừa Duyên Giác. Sao gọi là Bồ Tát tu hành ở trong đại thừa như phương tiện thiện xảo? Nếu hành đại thừa thì phương tiện là vô lượng vô biên. Đại ta chỉ được nói công lực của thừa này làm vì tất cả chúng sinh, khiến họ nhập vào thừa ấy, tới tập thiện căn làm hành trang của công đức, và các chúng sinh thanh tịnh thâu nhận các Ba La Mật, khiến nhập vào tất cả pháp. Do hành trì Phật đạo không gián đoạn nên thừa này là vô ngại, ánh sáng chiếu khắp. Nếu tất cả chúng sinh của đại thừa này đều là khất sĩ thì Phật hơn tất cả, không sợ đường tà. Thừa này là thánh đức của Như Lai, thừa ở trước mặt, có thể hàng phục tất cả tạp hạnh của các tướng tà ma ngoại đạo, đã được hạnh thiện của Như Lai hỗ trợ, như lá cờ báo hiện rõ nơi đây không có gián đoạn. Thừa này có thể trừ diệt dòng tường chấp giữ về vô tướng, vô thường, có sự nghi hoặc nhị biên trong ba cõi, đều có thể trừ đoạn về chỗ tu đắc nơi thừa Như Lai. Phật là không chướng ngại, thừa này có thể đối với tất cả pháp tích tập, thân cận tam bảo, lợi ích người đời, để được nương dựa, đi trên con đường không bị lừa dối. Tất cả chúng sinh đều có phần về sức kiên trì đại bi của quá khứ, nên thể hiện nơi này dùng 10 lực, 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân khẩu ý, đầy đủ ánh sáng tươi đẹp, vì mọi nơi không nghi ngờ, không hề lỗi lầm. Đó là Bồ Tát tu hành dù với thiện xảo trong đại thừa. 38 rút ra từ kinh Úc Già trưởng giả Sa Vấn. Nói Bồ Tát tại gia nên tu 4 loại hạnh là nhân duyên không xuất gia. Bây giờ Đức Phật bảo trưởng giả Úc Già: Bồ Tát tu hành tại gia nên dùng 4 loại hạnh tương ưng mà được nơi quy yên đôi Như Lai. Những gì là 4: 1. Không bỏ tâm Bồ Đề. 2. Không phát bỏ hành trì tam ma thiền. 3. Không đoạn đại từ đại bi. 4. Không nhiễm tạp các thừa. Đó là 4 loại hành tương ưng thành tựu sự quy y nơi Như Lai. Là có 4 loại hành nghiệp tương ưng để quy y pháp. Những gì là 4: 1. Cúng dường pháp sư. 2. Tôn trọng việc nghe pháp. 3. Lắng nghe pháp rồi thì dốc tìm cầu đúng đắn. 4. Đã được nghe pháp yếu thì vì chúng sinh mà giảng nói rõ, lưu truyền hồi hướng của thế giới chúng sinh, thành tựu quả đạo quả chánh đẳng chánh giác. Là có 4 loại hành tương ưng để quy y tăng. 1. Chẳng ưa thích pháp Thanh Văn, chuyên cầu Bồ Đề vô thượng. 2. Đã có chúng sinh tu hành nghiệp khác thì khuyên khiến tu học Phật đạo chân chánh. 3. không phát triển đến tâm Bồ Đề. 4. Cúng dường tăng chúng, tiêu cầu hành nghiệp của bậc Thanh Văn mà không thủ chấn nẻo giải thoát của Thanh Văn. Nếu Bồ Tát tu hành sẽ bỏ tất cả tại bậc rồi thì trí phát sinh tâm bố thí. Suy nghĩ như vậy, nếu có người đói khát đến xin đồ ăn thức uống để nên thí cho, giả sử bố thí những vật cần dùng cho người, là người như vậy nhờ tất cả chỗ mong cầu mà thành tự bố thí Ba La Mật. Bồ Tát tu hành tại gia thâu giữ giới hạnh như vậy. Khi Phật bảo A Nan, ông có thấy trưởng giả Úc Già cúng dường Đức Phật Như Lai tu tập pháp có thể bố thí các vật mình thích không? Tôn giả A Nan bạch Phật, Bà Thế Tôn, con đã thấy việc này. Phật nói, A Nan nên biết trưởng giả Úc Già trong hiện kiếp này có tất cả 1000 Đức Phật xuất hiện ở đời để đem vô lượng của cải cúng dường đầy đủ, nên đã thâu giữ Phật pháp, từ ở tại gia mà tu hành tăng sĩ hành trì Phật đạo rộng khắp. Lúc đó A Nan hỏi trưởng giả Úc Già, này trưởng giả, vì ý nghĩa gì mà ở thế gian giống như oán tặc, chỗ ở nơi thế gian có thể ưa thích, nay gặp nhân duyên xuất gia, sao tâm không vô nhận? Trường giả đáp, con không ưa thích thế gian. Vì sao? Vì Bồ Tát tu hành luôn tu ưng giới đại bi, chẳng cầu dục lạc, dù nhẫn nhục khổ não, nhưng không bỏ chúng sinh. Phật bảo, A Nan nên biết, trường giả Úc Già tuy là tại gia, nhưng đã từng thành tựu đầy đủ cho số lượng chúng sinh trong 1000 vị Bồ Tát khác không thể có được sự thành tựu đầy đủ như vậy. Vì sao? Vì trong 1000 vị Bồ Tát kia đều không có ai lực thiện xảo như một vị trưởng giả Úc Già. 39. Rút ra từ kênh thù thắng cụ giới. Bồ Tát tu hành mới phát tâm có thể thọ nhận vô lượng sự cúng dường như y phục, thức ăn uống, giường nằm, tọa cụ. Phước đó vô lượng, là giải thích về thần lực của Long Vương A Nậu Đạt Đa. Bây giờ Phật bảo các thiện nam, này các thiện nam, nếu cùng ma tranh biện để tìm cầu thánh vị, nếu Bồ Tát tu hành khi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, thì trước phải cùng với tà ma giao chiến, khiến tà mọi biến hóa để tương ứng với hành thiền, để tìm cầu thầy khác, đó là pháp hành. Các thiện nam nên biết, nếu có người chê nghi đối với hành Thanh Văn, thì các ông chớ nên chê nghi. Nếu có người ưa thích tu hành Thanh Văn, thì các ông cũng chớ nên ưa thích. Khi ấy các Bồ Tát bạch Phật, Bà Thế Tôn, sao gọi là chê nghi và hành Thanh Văn, nhưng Bồ Tát thì không như thế. Hành Thanh Văn cầu đạt mà Bồ Tát thì không cầu. Phật nói, nếu hành Thanh Văn chê nghi về sinh tử thì các ông không nên chê nghi. Nếu sự nguyện của hành Thanh Văn là ưa thích Niết Bàn thì các ông cũng không nên ưa thích, đó là pháp hành. Lúc đó Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, nếu là Bồ Tát tu hành đối với các chúng sinh trong khắp thế gian, mỗi ngày đều trao cho họ các xa y phục, vì không thế nào, sự bố thí như vậy là bố thí hoàn toàn thanh tịnh, chẳng như Bồ Tát mới tu hành mới phát tâm và phát tâm Bồ Đề vô thượng. Từ đó về sau tức thành tựu tối thượng, Bồ Tát tu hành mới có thể thọ nhận sự bố thí y phục thanh tịnh như vậy. Nếu Bồ Tát mới tu hành mỗi ngày nhận từng phần cơm thanh tịnh của người khác tích chứa như núi Tu Di, tức có thể thọ nhận thanh tịnh, chẳng hạn Bồ Tát mới tu hành phát khởi tâm Bồ Đề, từ đó về sau thành tựu tối thượng, Bồ Tát tu hành mới có thể thọ nhận thức ăn thanh tịnh như vậy. Nếu Bồ Tát mới tu hành thọ dụng tòa ngồi cao rộng như 4 cõi thiên hà, cao như núi Tu Di, do bảy báu tạo thành như kim ngân, pha lê, trân châu, mã não, kim cương, là trạm chỗ bằng đủ loại ngọc báu, dùng tiếng ý để dân chế bên trên. Ở nơi tòa kia mỗi ngày đối với các chúng sinh thọ dùng thanh tịnh, chẳng bằng Bồ Tát mới tu hành phát khởi tâm Bồ Đề vô thượng, từ đó về sau các chúng sinh sẽ thành thí chủ, mới có thể nhận tòa cao ấy. Xá Lợi Phất nên biết, bây giờ 4 phía cung của Long Vương A Nậu Đạt sinh ra 4 con sông lớn, 1 sông Hằng, 2 sông Thứ Đồ, 3 sông Bạc Xoa, 4 sông Tân Đô, chúng đều chảy ra biển cả, khiến nước biển luôn tràn đầy. 4 con sông lớn ấy đều có quyến thuộc. Sông lớn Hằng Hà có 500 sông nhỏ là quyến thuộc, chảy vào biển cả ở phương Đông. Sông lớn Tư Đồ có 500 sông nhỏ là quyến thuộc, chảy vào biển cả ở phương Nam. Sông lớn Bạc Xoa có 500 sông nhỏ là quyến thuộc, chảy vào biển cả ở phương Tây. Sông lớn Tân Đô có 500 sông nhỏ là quyến thuộc, chảy về biển cả ở phương Bắc. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? 4 sông lớn ấy tùy theo hướng mà chảy ra trước khi đổ vào biển cả. đại dẫn nước đến khắp đồng rộng, có thể tạo lợi cho chúng sinh ở thế gian. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Bà Thế Tôn, bốn sông lớn ấy đã tạo lợi cho nhân lượng chúng sinh, nhân và phi nhân. Như vậy các sông lớn nhỏ chảy khắp trong thiên hạ, làm thấm nhuần rộng ruộng đất với các thứ lúa gạo, ngũ cốc, rau đậu, dầu, mè, các thứ cày, tứ cây công nghiệp, gây nên nông nghiệp, đều nhờ nước của các con sông ấy dẫn vào đồng ruộng. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Bốn biển cả kia được tràn đầy ra sao? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Như bốn con sông lớn nói mà hiện bày, mà biển cả tràn đầy. Phật bảo: Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Bốn con sông lớn kia ở trong biển cả có thể tạo lợi cho chúng sinh ra sao? Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, làm lợi ích cho dư lượng chúng sinh, trước hết là tạo lợi ích cho vô số chúng sinh ở dưới nước, dưới đất liền, như cá ba ba, cá sấu, dải rồng, cá ma kiệt, mãng xà, nhiều loại hình thù khác nhau ở trong biển, để các hàng dân phi nhân đều được lợi ích. Còn có nhiều loại châu báu đầy khắp trong biển như trân châu, pha lê, mã não, mã yết, xà cừ, hổ phách, ma khôi, san hô, để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Bốn biển cả này từ đây mà có. Xá Lợi Phất thưa: Bà Thế Tôn, như Long Vương A Nậu Đạt Đa mà có. Phật nói: Này Xá Lợi Phất, Long Vương A Nậu Đạt Đa này chẳng gặp ba nạn: một, chẳng sợ kim xí điệu ăn thịt nuốt thân; hai, các nóng chẳng khởi rơi trên thân; ba, khi hành dục không biến thành rắn. Còn các Long Vương khác đều có ba nạn ấy, chỉ mỗi Long Vương A Nậu Đạt Đa không bị ba nạn này. Cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa thường có những bậc thần thông thiền định tìm đến, tất cả chúng sinh vào trong cung đó, các nấm chẳng rơi trên thân. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cung điện của Long Vương A Nậu Đạt Đa do đâu mà có được oai lực rộng, công đức kỳ diệu như thế? Vì sao các Long Vương khác ngày đêm sáu thời đều bị ách nạn, chứ có Long Vương A Nậu Đạt Đa và nơi cung điện kia đã không có nạn như vậy? Lại có vô lượng thiện căn công đức, là nơi phát xuất của bốn sông lớn, tạo lợi ích cho dư lượng sản nghiệp của chúng sinh. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Đúng như là ông đã nói, Long Vương A Nậu Đạt Đa là Đại Bồ Tát, là Bồ Tát tu hành, Bồ Tát lớn lao. Này Xá Lợi Phất, bây giờ Long Vương A Nậu Đạt Đa đối với ba thứ nạn kia đều được giải thoát, Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, cũng được giải thoát khỏi ba thứ ách nạn, đó là nạn địa ngục, nạn ngạ quỷ và nạn súc sinh. Vì như từ nơi ao của Long Vương A Nậu Đạt Đa xuất phát bốn con sông lớn là thổ nhuận rộng khắp đồng ruộng. Bồ Tát tu hành cũng là như vậy, dùng bốn nhất sự tu dưỡng giáo hóa chúng sinh. Bốn nhất sự đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Này Xá Lợi Phất, vì như nước nơi bốn biển cả do bốn con sông lớn xuất phát từ Long Vương A Nậu Đạt Đa mà được thành tựu, Bồ Tát muốn tu hành cũng là như vậy, do phát sinh tâm Bồ Đề nên thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ trong bốn biển cả vô lượng vô biên trăm ngàn ức chúng sinh tự ưng dưới an lạc. Xá Lợi Phất nên biết, chúng sinh nơi ba cõi an lập trong pháp Phật cũng là như vậy. Nơi thấy chúng sinh nơi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc chúng sinh nơi tam thiên đại thiên thế giới, tự nhận an lạc đều nhân nơi công đức của Bồ Tát mà hiện ra. 40. Rút ra từ kinh Giả Thâm Mật. Bồ Tát tu hành tu tập 6 Ba La Mật trụ nơi hành địa. Bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát tu hành ấy gồm có bao nhiêu trụ địa để tu học? Bồ Tát nơi tu học như thế nào để có thể thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng? Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Này thì nam, nên biết Bồ Tát tu hành học nơi trụ địa lượt ra có số loại, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bồ Tát Quán Thế Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, 6 thứ trụ địa tu học như thế nào? Như thế bao nhiêu là thuộc về giới học, bao nhiêu là thuộc về định học và bao nhiêu là thuộc về tuệ học? Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Này thì nam, nên biết ba loại học bố thí, trì giới, nhẫn nhục là thuộc về giới học, một loại thiền định là thuộc về tâm học tăng thượng, còn trí tuệ thì thuộc về tuệ học tăng thượng. Đi tinh tấn thì ta nói là hiện bày khắp tất cả ba học. Bồ Tát Quán Thế Âm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, 6 thứ trụ kia tu học như vậy, bao nhiêu là hành trang của công đức, bao nhiêu là thuộc về hành trang của trí tuệ? Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Này thì nam, nếu nhân nơi phần thuộc về giới học, đó là thuộc về hành trang của công đức. Nếu tu học nơi phần thuộc về trí tuệ, đó thì đó là thuộc về hành trang của trí tuệ. Ta nói tinh tấn thiền định thì có mặt khắp tất cả của nhập vào hành trang của công đức, của nhập vào hành trang của thuộc về trí tuệ. Bồ Tát Quán Thế Âm lại bạch Phật và Thế Tôn đối với 6 loại ấy. Một là đầu tiên đối với Ba La Mật của Bồ Tát Tạng do hạnh nguyện kiên cố, tự ân giới chánh pháp vi diệu. Hai là lần được ở nơi 10 loại pháp hạnh, tinh tấn tu tập, dùng văn tư tu để thành tựu diệu trí. Ba là giữ gìn tâm Bồ Đề. Bốn là thân cận cúng dường thì địa thức đích thực không gián đoạn, siêng năng tu tập thiền phẩm. Bạch Thế Tôn, vì sao 6 loại trụ địa tu học ấy, kẻ 6 thứ nguyện, nhận biết nhân của nó? Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: này thì nam, có hai nhân duyên, một tạo lợi ích cho chúng sinh, hai đối trị các phiền não. Bồ Tát Quán Thế Âm nên biết, trong 6 loại học ấy, 3 loại trước bố thí trì giới nhẫn nhục là tạo lợi ích cho chúng sinh, 3 loại sau tinh tấn thiền định trí tuệ là đối trị về nhân của tất cả phiền não. Trong đó Bồ Tát tu hành dùng 3 loại trước là bố thí, tức cung cấp vô số vật dụng cần thiết để tu dưỡng nuôi dưỡng chúng sinh. Do trì giới nên chẳng làm tổn hại bức bách não loạn để khiến họ xa lìa oan gia. Do nhẫn nhục nên nhiều người khác đến muốn gây hại bức bách gây khổ não để có thể chịu đựng nhằm thâu giữ có giới chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm nên biết, 3 loại đã nói ở trước là nhân của sự thâu tóm, bố thí cho chúng sinh, 3 loại sau là đối trị phiền não. Bồ Tát tu hành do tu học tinh tấn nên khí phiền não bị khuấy động, tu học có thể để có thể đối trị nên dụng mạnh tu các phẩm thiện. Do tu học thiền định nên có thể tẩy trừ tâm phiền não. Do tu học trí tuệ nên trừ hẳn phiền não. 3 loại sau này là để đối trị nhân của phiền não. 41. Rút ra từ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống, Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng. Phu nhân Thắng Mang phát 10 đại thọ nguyện tại tháng Đức Như Lai. Đức Như Lai liền xuất hiện. Bấy giờ Duyên Bảo đặt giày phu nhân Mạc Lợi, tên pháp chưa lâu, cùng nhau nói: con gái của ta là phu nhân Thắng Mang, căn tánh thông minh, lanh lợi, mau tọa ngộ, đã được gặp Đức Phật, ắt chóng hiểu rõ về pháp, tâm không nghi ngờ, nên kịp thời khiến tin tưởng phát đạo tâm. Phu nhân thưa: nay thật đúng lúc. Vua và hoàng hậu đưa thư cho Thắng Mang tóm lược tán thán về công đức vô lượng của Như Lai. Liền sai người hầu trong cung tên là Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà vào trong cung, trao thư cho Thắng Mang. Phu nhân Thắng Mang được thư, hoan hỷ thọ nhận, đọc tụng tọa trì, sinh tâm cho là ít có, rồi hướng đến Chiên Đề La nói kệ. Ta nghe âm thanh Phật ở đời chưa từng có, quả lời thư chân thật, phải nên tu cúng dường. Cuối sinh Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian nên đủ lòng thương xót, nguyện cho con được thấy. Lúc sinh khởi niệm này, Phật hiện ra hư không, Phật ánh sáng chiếu khắp, hiện rõ thân vô thượng, Thắng Mang và quyến thuộc, đời mặt lễ sát chân, đều dùng tâm thanh tịnh tại tháng công Đức Phật. Thế Như Lai nhiệm màu, thế gian không ai bằng, vô thường không nghĩ bàn, thế nên con kính lễ, sắc Như Lai vô tận, trí tuệ cũng như thế. Tất cả pháp thường trú, thế nên con quy y, hàng phục tâm lỗi ác, cùng với thân 4 loại. Đến bậc khó điều phục, thế nên lễ Pháp Vương là đấng nhất thiết trí, thân tự tại trí tuệ, thâu chỉ hết thể pháp, thế nên con kính lễ. Kính lễ quá xương lượng, kính lễ khôn sánh ví, kính lễ pháp vô biên, kính lễ khó nghị bàn, thương xót che chở con, khiến giống pháp tăng trưởng, đời nay và đời sau. Nguyện Phật thường thâu nhận, ta an lập cho con, đời trước đã khai ngộ, nay lại thâu nhận pháp, đời vị lai cũng vậy. Con đã tạo công đức hiện tại và vị lai, cái gốc thiện như vậy, cô xin được thâu nhận. Khi đó phu nhân Thắng Mang nghe Phật thọ ký rồi, đã cung kính đức yên, tọa 10 đại giới. Và Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, trụ giới con đã thọ không hề có tâm hủy phạm. Và Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, đối với các bậc tôn trưởng, con không khởi tâm kiêu mạn. Bà Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, đối với các chúng sinh con không khởi tâm sân giận. Bà Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, đối với thân xác người khác và những vật dụng bên ngoài, con không khởi tâm ganh ghét. Bạch Thế Tôn, cả tôi hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, đối với các pháp trong ngoài, con không khởi tâm ganh keo kiệt. Bạch Thế Tôn, cả tôi hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, con không tự vì mình nhận giữ của cải. Nếu có nhận giữ, đều vì thành tựu đầy đủ cho chúng sinh nghèo khổ. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, con chẳng tự vì mình mà thực hành 4 nhiếp pháp mà tất cả chúng sinh dùng tâm không ái nhiễm, tâm không chán đủ, tâm không ngăn ngại để tôi nhận chúng sinh. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, nếu thấy các chúng sinh cô độc, vô tham, bệnh tật, bị trói buộc cùng vô số các thứ khốn khổ ách nạn, con được không hề bỏ họ mà thể khiến họ được an ổn, dùng nghĩa tạo lợi ích khiến họ giải thoát các khổ, sau đó mới xả. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, nếu thấy những người khai tạo nuôi dưỡng các luật nghi ác và phạm giới, con trọn không lìa bỏ. Khi con có được năng lực đối với mọi nơi chốn, gặp các chúng sinh ấy, người đến hàng phục thì hàng phục họ, người đến thâu nhận thì thâu nhận họ. Vì sao? Vì do hàng phục thâu nhận, để khi các pháp được an trụ lâu dài, thì nơi cõi trời người theo đông đúc, cõi ác giảm dần. Ở chỗ Như Lai đã chuyển các pháp luân mà được tùy chuyển, thấy rõ lợi ấy nên cứu giúp, thâu giữ không bỏ. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay cho đến ngày chứng quả Bồ Đề, con xin thâu nhận chánh pháp rồi không hề quên mất. Vì sao? Vì người quên mất pháp thì quên mất Đại Thừa, người quên mất Đại Thừa thì quên mất Ba La Mật, người quên mất Ba La Mật thì không thích Bồ Tát Đại Thừa, người không quyết định Đại Thừa thì không thể thu giữ chánh pháp. Muốn thuận theo chỗ ưa thích thì bệnh viện không kham nổi địa vị vượt phàm phu. Con thấy vô lượng nỗi lòng lớn như vậy, là thấy các Đại Bồ Tát đời vị lai thâu nhận chánh pháp, phát sinh vô lượng phước lợi, nên con thọ 10 đại nguyện này. Bà Thế Tôn, xin hiện làm chứng cho con. Chỉ mỗi Đức Thế Tôn là hiện tiền chứng biết các chúng sinh thiện căn vốn mỏng manh ít ỏi, hoặc vượt qua lưới nghi, dùng 10 đại nguyện rất khó đổ thoát. Các chúng sinh ấy như những kẻ trong đêm dài tâm tối, làm những lợi ích phi nghĩa để không an lạc, để tạo sự an lạc cho họ, nên đã con đối trước Đức Phật thọ nguyện nói lời thành tật. Nếu con thọ 10 đại nguyện này đúng như lời nói mà hành trì, thì do thọ nguyện này ở trong đại chúng sẽ được mưa hoa trời và phát ra âm thanh trời phi diệu. Khi nói ra lời này rồi, thì nơi hư không mà các loại hoa trời phát ra âm thanh vi diệu nói: đúng vậy, đúng vậy, như phu nhân đã nói là chân thật không khác. Giờ thấy hoa và nghe âm thanh kia, tất cả chúng hội đều trưởng dứt mọi nghi hoặc, hết mực hoan hỷ cùng phát nguyện, thường cùng với phu nhân Thắng Mang kết hợp hành trì. Đức Thế Tôn đều thọ ký cho tất cả đại chúng theo như sở nguyện của họ. Bây giờ phu nhân Thắng Mang đã đến trước Đức Phật phát ba đại nguyện nói như vậy: dùng nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng giới biên chúng sinh, do thiện căn này đối với tất cả đời đều được trí lãnh hội chánh pháp. Đó là đại nguyện thứ nhất. Con được trí lãnh hội chánh pháp rồi, đem tâm không chán bỏ vì các chúng sinh dạng nói. Đó là đại nguyện thứ hai. Con thâu nhận chánh pháp, xin sẽ bỏ thân mạng của cải để hỗ trợ chánh pháp. Đó là đại nguyện thứ ba. Lúc ấy Đức Thế Tôn liền thọ ký về ba đại nguyện của phu nhân Thắng Mang, giống như hết thể các sắc để nhập vào cõi không. Hàng xa các đại nguyện của Bồ Tát như vậy để nhập vào trong ba đại nguyện này. Nguyện này là chân thật rộng lớn. 42. Rút ra từ kênh xuất sinh dưới biển Đà La Ni môn. Nói người hành trì Đà La Ni nơi kinh này, đến khi màn chung có tháng mới ức, chư Phật đến ngân tiếp, là biểu thị ba thân của Như Lai. Đã nói Bồ Tát tu hành, tu 4 hành môn vô tướng, mau chứng thành tựu Phật đạo. Bây giờ Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: nếu các Bồ Tát tu hành và cầu đạt đạo quả vô thượng Bồ Đề, phải nên phát tâm rộng lớn, không còn nhiễm chấp, không lấy không bỏ, thọ trì tụng niệm Đà La Ni này. Thế Tôn liền nói Đà La Ni: Tải đà, thẻ đàm, a noa ma noa, a khê ma khê, sa mã đa mục khê, sa đê la dương, tảo dương, dục ngật lê, nê lỗ ngật đê, nê lỗ ngật đa bát tỳ, ế lê đi dương, lê hê lê, khá lập tị, khá lập bán nê, khá lập bả tê, sa lê sa la hòa đê, hê la hê lê, hê lễ lê, hê la hễ lễ lê, chiến đề, già hòa đê, già lê già la đo, già la đo, a già lê, án đê, án đa dê, khả la đo, a la đo, a tán đê, niết mạng đê, niết mạng đát đê, niết một mặt đê, niết điện đê, niết đà lê, niết ha lê, niết ha la phục ma lê, niết ha la thiêu đà nê, thiêu đà nê, thiêu la thiêu đà nê, bát kiết đê mạc nê, bát kiết đê nê bả nê, bà hòa phục, bà hòa đê, a tăng ê, đa dương, sa dương, vi bô la bát tỳ, tan các tỷ noa, điệt lê, điệt lê, ma ha điệt lê, nê ca nê, bà hòa phục, bà nê lê, lê nê, bà hòa nê, ma ha bà hòa nê, ngật tra nê, ma ha ngật tra nê, gia sa hòa đê, dạ lê, a dạ lê, ma dạ lê, sa ma dạ lê, địa trà tán đê, tóc tư thể đê, a tăng già tỳ ha lê, a tăng già tỳ ha lê, sa mạng đa mục khê, niết ha lê, niết ha la dục ngật đê, nê ha la phục ma lê, nê ha la thiêu đà đê, diệt trà tán đê, tóc tư thể đê, tạo dương tống ma hòa đê, tư đảng dương, tư đảng ma hòa đê, tư tham bà hòa đê, địa trà tư quảng dương, tư đảng ma bát tỳ đê, ma bát tỳ, sa mạng đa bát tỳ, tỳ ma la bát tỳ, tỳ ma la thấp dương, sa mạng đa mục khê, tác bà đát la nữ hạt đê, đấu na xã đà bát la đê bà đê, đà la ni đê bà đê, đà la ni mục kháng no tán đê, tác bà bột đà bà sắc đê, tác bà bột đà diệt sắc sĩ đê, nê đà na ngao đê lê sa ha. Phật bạch tôn giả Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát nào tu trì Đà La Ni này thì không nên phân biệt pháp hữu vi vô vi, cô không chấp trước, không tăng giảm, không thành, không hoại, không hợp, không tán, không sinh, không diệt. Cô không nghĩ các pháp quá khứ, vị lai hiện tại. Cô không tích tập thâu giữ các pháp, cho nên tư duy về chư Phật chẳng phải sắc, chẳng phải không sắc, chẳng phải tướng, chẳng phải không tướng. Bồ Tát không nên cùng các hàng nhị thừa chấp giữ các sắc thân của Phật. Vì sao? Về Thanh Văn Duyên Giác chấp giữ tướng trang nghiêm nơi sắc thân Phật, Bồ Tát thì không như vậy. Vì sao? Vì thân của Như Lai là tướng vô sanh, vì khắp chúng sanh đối với tất cả pháp, do không soi chiếu về tư lương của tập trí. Hiện ra pháp thân là tướng hư không, tướng vô sanh. Pháp thân của Như Lai dùng tướng vô sanh làm sắc uẩn, là có ý nghĩa thâm diệu của tướng vô sanh, là thể của các pháp. Nhưng các Bồ Tát chẳng nên ở nơi phi sắc mà chấp tướng của Như Lai. Nếu do nơi phi sắc chấp giữ tướng của Như Lai, đồng với Thanh Văn, tức cho Đức Phật vào Niết Bàn tịch diệt, thì sắc thân đoạn mất, không còn sinh nữa. Bồ Tát thì chẳng phải như vậy. Vì sao? Vị thân của Đức Như Lai là tướng vô tận, vì khắp chúng sinh là tất cả pháp, do chẳng soi sáng mà hiện rõ sắc thân, dùng pháp tạo tướng tới tập tư lương phước đức. Để sắc thân của Như Lai là tướng vô tận, đó là sắc uẩn vô tận, thế nên tướng của các pháp cũng là vô tận. Nếu được thoát chưa hết, nếu được thoát chết chưa hết cảnh giới của chúng sinh, thì Như Lai luôn hiện ra sắc thân vô tận. Này Xá Lợi Phất, đối với phần Đại La Ni trong kênh này, thường sinh ra chư lượng diệt môn, Bồ Tát tu hành đã được nghe kênh này thì đối với đạo quả vô thượng Bồ Đề đều không thoái chuyển. Vì sao? Vì trong ấy đại hiện thì tất cả thần thông thánh đức của Như Lai, lại như nơi kênh này mà tăng thêm lợi ích từng phần giới hạnh cho chúng sinh, giữ gìn pháp vô sở đắc. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng: các ông chơi nắm trước hết thảy các pháp không, đối với Phật Bồ Đề cô không khởi phân biệt, đối Bồ Đề Niết Bàn cô không sinh nghi hoặc. Nếu hay tu hành này mong được Đà La Ni, ngay trong khế kênh ấy tập trí không vô tướng, không sinh cũng không diệt, nên mô chứng Bồ Đề. Bồ Tát trì kênh này hiểu rõ vô lượng pháp để xin cõi chư Phật, thân cận bậc tối thắng. Nếu được Đà La Ni, quyết định nghĩa sâu xa, tâm không sinh sợ hãi, tạo trì pháp vô tận, tất cả 10 phương Phật, nói pháp đều nghe hết. Nghe rồi nên thọ trì, cung kính mà tu hành. Nếu thọ trì kênh này, đối dân tự danh cứu. Nghĩa ví diệu đã nêu, rồi không còn nghi ngờ, như ánh sáng nhật nguyệt, soi chiếu khắp mọi nơi. Biết rõ pháp môn này, thông đạt vô lượng nghĩa, nên địa tụng kênh này, liền tự mình hiểu biết tất cả pháp tối thắng, diện môn Đà La Ni. Giả sử trong một kiếp, hay thầy các chúng sinh, những nghi hoặc hiện có, đều hỏi người trì kinh. Khi Bồ Tát trì kinh, đều bị họ giảng giải, đại đoạn trừ lưới nghi, trí Bồ Tát vô tận. Nếu thích kinh này, mô thân cận Bồ Đề, đó là chân Phật tử, họ trì tạng bí mật. Trì Đà La Ni này, chúng sinh đều cung kính, chư Phật cùng ngợi khen, danh vang khắp 10 phương, vì do trì cái này. Đến lúc sắp mạng chung, thế 80 ức Phật đều đưa tay dắt dẫn, còn phát lời như vậy: ông sinh qua cõi ta, do tụng trì kênh này, hiện được phước như vậy. Nếu 100.000 ức kiếp tà tội phải nên biết, tụng Đà La Ni này, 1 tháng được thanh tịnh. Bồ Tát trong ức kiếp, siêng học các công đức, tụng kênh này 1 tháng, phước đó hơn người kia, khéo nghĩ tuệ tinh tấn, tam muội Đà La Ni, và kênh thường hiện tiền, cho đến Như Lai địa. Các chúng sinh 3 cõi, một thời đều là ma, lo tụng trì kênh này, đều không còn chướng ngại. Trong kênh này giải thích tất cả các pháp môn, mà nói nhất thiết trí, nhân đấy thành chánh giác. Ta nhân nghe kênh này, nhân đăng tỏ ký ta, rằng ông sẽ thành Phật, giải thoát các chúng sinh. Lúc đó thấy chư Phật số nhiều như hàng xa, ngay chư Phật thuyết pháp đều có thể hiểu rõ, nên muốn được thọ trì pháp chư Phật đã nói. Siêu tu học kênh này, mau thành lực như vậy. Cõi Trang Nghiêm Thù Thắng, đại hội các thánh chúng, từ ánh sáng diệu tộc, đều từ kênh này được. Nếu người qua 7 ngày suy nghĩ kênh này kỹ, 80 ức chư Phật đều nói pháp như thế. Nghĩ tà đừng nên nghĩ, không nên nghĩ, chớ nghĩ, dùng trí nghĩ chân chánh, mau được kinh điển này. Xin nên tu pháp môn, chớ sợ sa Bồ Đề. Những người đến chốn báu, tuệ nhạc châu ngọc, nếu trì Đà La Ni, đừng nói không báo lành, trừ người đầy đủ vui, và Phật đạo chẳng khó. Nếu nguyện mong thành Phật, nên trì kinh điển này, rốt ráo sẽ ắt sẽ được. Đại Bồ Đề vô thượng. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: nếu Bồ Tát tu, nếu Bồ Tát thành tựu 4 pháp, nhất định sẽ được Đà La Ni này. Những như là 4: 1. Không thích ái dục. 2. Không sinh ganh ghét. 3. Đối với các chúng sinh hay xả tất cả, không có giận dữ. 4. Ngày đêm vui vẻ, hết lòng ở thích cầu pháp. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu 4 pháp như vậy thì được Đà La Ni ấy. Lại nữa này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát thành tựu 4 pháp thì đạt được Đà La Ni này. Những như là 4: 1. Trụ hạnh A-la nhẹ vắng lặng. 2. Ngôi nhập vào pháp nhẫn sâu xa. 3. Không thích danh tiếng lợi dưỡng. 4. Có thể xả bỏ các vật yêu thích, cả đến thân mạng. Bồ Tát thành tựu 4 pháp như vậy thì đạt được Đà La Ni ấy. Lại nữa này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát thành tựu 4 pháp thì đạt được Đà La Ni ấy. Những gì là 4 pháp? Đó là nhập vào nghĩa của 8 chữ. 8 chữ là gì? 1. Chữ bá, nghĩa thứ nhất này là nhập vào nghĩa vô ngã của tất cả các pháp. 2. Chữ la là nhập vào pháp thân vô sinh của Đức Như Lai, do không soi chiếu về hành trang của tập trí là tướng không chủ nhập, nên dùng tướng vô sinh làm sắc thân, dùng tướng vô tận làm nghĩa nhập của sắc uẩn. 3. Chữ ma là nhập vào nghĩa pháp, pháp trí tuệ ngô si tả nên cùng loại. 4. Chữ khả là nhập vào nghĩa phân biệt nghiệp báo cũng không nghiệp báo. 5. Chữ xà là nhập vào nghĩa tỏ ngộ và sinh già bệnh chết, chẳng sinh chẳng diệt. 6. Chữ đà là nhập vào nghĩa thông tỏ giác ngộ thể của các của pháp. Đà La Ni là không vô tướng vô nguyện, vẫn là như Niết Bàn. 7. Chữ xả theo pháp samatha, rồi vào tướng tịch định, nơi Tipassana tới đúng tướng của các pháp. Thế nào như thế nào là để được trụ vào tịch định, là phải ngày đêm siêng năng tinh tấn không gián đoạn, quá hình tượng của Đức Phật. Không nên chấp tướng, nên nghĩ nơi Tipassana, giờ trí tuệ nên thấy chân chánh. Nếu hành giả thấy Đức Phật hiện ra, biện cho là Phật thật, nên nghĩ như vậy. Đức Phật này đã từ phương nào đến? Đông Tây, Nam Bắc, bốn phương, phụ, trên dưới. Nếu cho Đức Phật ấy là do người tạo ra thì nên nghĩ như vậy. Đức Phật này, đó là đất, cây, lão đa chăng, hay là vàng, bạc, đồng thiết làm ra. Quá như vậy rồi, Phật được biết thấy chỉ là do ta ở trong tinh xá. Quá hình tượng Đức Phật, ngày đêm nhớ nghĩ, thế nên hình Phật tự hiện ra trước mắt. Do thế nên biết, ta thường thấy nghe tất cả các pháp, biện cho là thật. Để từ nơi tâm mình nhớ nghĩ mà khởi lên, tức là Bồ Tát tu hành. Thứ nhất là luôn tu tập định không trụ, cho đến địa hoan hỷ. Vì sao quá hình tượng Đức Phật cùng trụ vào môn Tán Nghĩa Đế? Nên nghĩ như vậy, ta nay đã thấy hình tượng của Phật không phải là tướng của chủng loại nơi Phật hiện có. Đây chỉ là ta hiện đang quan sát nhân duyên của hình tượng. Nó thấy hình tượng Phật được vào trong định nhận biết tất cả các pháp cũng là như vậy. Vì ý nghĩa đó nên thấy hình tượng Phật không phải là hoàn toàn không thấy. Nên biết chữ xả cùng với tất cả các pháp là không sai khác, nếu cùng nhập vào nghĩa của pháp môn. 8 là chữ xoa, là nhập vào nghĩa các pháp đều không, chẳng sinh chẳng diệt. Vì sao? Vì hiểu rõ các pháp xưa nay là vắng lặng, tự tánh là Niết Bàn. Nghĩa của 8 chữ ấy nên thọ trì như vậy. Tùy theo nơi chốn nào có kênh này thì phải nên tôn trọng, cung kính, cúng dường. Cứ mỗi nửa tháng thì đọc tụng giảng nói. Nếu thấy người đọc tụng kinh điển này thì nên tán dương, khuyên họ tinh tấn. Nên tôn giả Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát tu hành tu tập 4 pháp ấy thì đạt được Đà La Ni.